Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chiều nay, lễ đón đoàn đã được tổ chức trọng thể tại nhà khách chính phủ. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Heng Samrin và phu nhân sang thăm Việt Nam. Nhấn mạnh chuyến thăm lần này là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước đang phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2012 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Kết quả của chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Thay mặt Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Heng Samrin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn. Chủ tịch Heng Samrin cho rằng, gần nửa thế kỷ trôi qua, nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp và phát triển quan hệ đơm hoa kết trái như hôm nay. Tin tưởng lịch sử 45 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia là nền móng vững chắc để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển vì sự phồn vinh thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình, an ninh ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng thành tựu to lớn đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua. An ninh chính trị ổn định, kinh tế liên tục phát triển nhanh, đời sống của người dân Campuchia không ngừng được cải thiện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, trong đó ưu tiên hàng đầu quan hệ với các nước láng giềng hữu nghị truyền thống như Campuchia. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục được củng cố, tăng cường hơn nữa, là tấm gương cho các thế hệ mai sau của hai dân tộc gìn giữ và phát triển. Chủ tịch Heng Samrin cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam. Bằng sự hy sinh cao cả và anh hùng, với sự giúp đỡ chí tình, đã sát cánh cùng lực lượng chính nghĩa và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, đem lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia. Chủ tịch Heng Samrin thông báo về tình hình hoạt động của Quốc hội Campuchia thời gian qua, bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội, mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ để có tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới. Hai bên thống nhất trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc giám sát các cơ quan hai chính phủ thực hiện những thỏa thuận đã được ký kết, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương giáp biên giới, góp phần nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử của mỗi nước, cũng như quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia. Kết thúc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Vương quốc Campuchia. Theo đó, hai bên thống nhất xây dựng chương trình hợp tác và cam kết hàng năm cùng nhau xây dựng việc trao đổi đoàn của các ủy ban quốc hội, hội đồng dân tộc, nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ quan hành chính của quốc hội hai nước, tổ chức các đoàn nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia, tổ chức các hội nghị hội thảo về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, tổ chức các cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin giữa lãnh đạo quốc hội, các ủy ban chuyên trách giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Campuchia tại các diễn đàn, liên nghị viện khu vực và quốc tế.